Sally đang đạp xe trên đường. Ai cũng phải ngoái lại nhìn cô ấy. Trong đó có một anh chàng đi với người yêu mà vẫn tia gái. Âu người tốt, nên được em yêu vuốt nhẹ cho một cái. Anh nhìn cái gì thế? Âu cái gì mà Âu? Tôi móc hết mắt anh ra bây giờ. Anh xin lỗi mà ý anh là Âu xe đẹp quá. Tại nhà dây, rách càng ngày càng lớn rồi ấy. Hình như chân nó khá hơn rồi. Lát nữa em sẽ dẫn rách đi dạo, hôm nay thời tiết đẹp quá. Chăm sóc nó dùm anh nhé. Dù sao thì nó cũng là lý do mà mọi chuyện diễn ra như thế này mà. Âu người nước ngoài kia trông ngon thế. Sally sao? Đù nhìn body kìa. Em không tin được là quanh đây có một người ngoại quốc như vậy. Tuyệt. Chắc đây là dư chấn khi xem mấy video ở phòng dây đây mà. Trông chị ý cứ như người mẫu ấy. Không biết chị ấy hẹn hò với ai nhỉ? Chắc người đó phải giàu có và thành công lắm. A dây à? What the? Sao lại là anh dây chứ? Thật không thể tin nổi. Người gần ta nhất là những người ta không thể ngờ tôi y. Đời mà em. Tại quán cà phê, Tejin cùng đám bạn đang có một buổi hẹn hò với các cô gái khác. Ông Tejin sĩ sĩ uống cà phê nóng, mà ngậm vào cái que để khuấy xong bị phỏng lưỡi. Hai cô gái nhìn mấy cậu này mà phát ngấy. Đang định cười cười kiểu như mấy idol Hàn Quốc nhưng mà trông mắc oi quá. Làm người ta sợ run người. Mamushi Boy, cậu order bánh mì mật ong đúng không? Cái cục này không phải để trang trí đâu. À, Vinny, hắn làm gì ở đây vậy? Vẻ đẹp của bad boy Vinny đã chiếm trọn spotlight làm các cô em thích thú. Chưa bao giờ thấy ai làm việc bán thời gian bao giờ à? Cất cái mắt và ăn đồ ăn đi. Cả Sung cũng làm phục vụ cùng Vinny nữa. Tôi sẽ lau bàn nên cậu cho giấy vào nhà vệ sinh đi. Hầy chán ngắt. Các em gái thì đánh mắt hết sang chỗ của Vinny và Sung. Anh ấy vừa cao vừa ngầu ghê ý. Hình như mắt anh ấy có màu đỏ nữa. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Chắc giờ cứ tập trung vào cuộc thì thôi. Thắng giải xong thì mua ô tô để tán gái cũng không muộn. Tại rạp chiếu phim, John đang đi xem phim cùng Mia và Ina. Sao cậu lại chọn bắp vị muối? Đáng nhẽ cậu phải chọn vị caramel chứ. Nhưng mà mình thích vị này. Thế thì cậu ăn một mình đi. Hình như phim sắp bắt đầu rồi đấy. Thì John nhìn thấy ai đó. Chẳng phải đó là anh Jun và chị chủ tiệm sửa xe sao? Chỉ có hai người đi xem phim cùng nhau ư? Đừng có nói là họ. Này cậu làm gì thế? Đi thôi. Jay và Sally đang đi hẹn hò với nhau. Của cậu nè. Cảm ơn. Lâu lắm rồi tôi chưa đạp xe sảng khoái như vậy ấy. Thật là tuyệt. Hình như cậu vui vẻ hơn khi ở nhà ấy. Tôi nghĩ đạp xe làm cậu thoải mái hơn là việc học. Mà cuộc thi cũng sắp đến rồi. Chẳng phải sẽ rất vui khi được đua với các đối thủ khác sao? Jay nghĩ lại những sự kiện gần đây của cậu với đội Hummingbird. Phải rồi. Tại quán cà phê. Vinny này. Hôm nay cậu vất vả rồi. Cũng đến giờ để thay ca rồi ấy. Ok. Nhưng mà cậu có nhất thiết phải để xe đạp trong đây không vậy? Tại vì tôi không muốn mất chiếc xe này và nó cũng rất quan trọng với tôi nữa. Có vẻ nó khá đắt nhỉ. Nó cũng rất đẹp và hợp với decor của nơi này nữa. Dù sao thì cậu làm việc tốt lắm, cẩn trọng nha. Hẹn gặp lại. Chết mất thôi, đúng là bad boy mà. Làm điếu không? Không, ta bỏ rồi. Hở? Vậy là mày thực sự muốn bỏ vì cuộc thi sao? Ừ, thì cuộc thì cũng sắp đến rồi và tao cũng muốn giữ vững phong độ nữa. Mai là vòng loại rồi đúng không? Nhanh thật đó. Gua, đó là hai cậu trong manga crew đang đạp xe ngang qua đó. Đang trò chuyện rôm rả thì cậu bạn mũ xanh nhìn thấy Vinny. Nà ní, nhìn tên tóc đỏ kìa. Chẳng lẽ nào là Sharingan của tộc Uchiha sao? Đừng có nhìn thẳng vào mắt hắn, không sẽ bị rơi vào ảo thuật ấy. Đừng sợ, tôi nghĩ đó chỉ là cosplay thôi. GVL, bọn này cũng tham gia cuộc thi sao? John thì vẫn miệt mài luyện tập. Cậu chủ, giờ chúng ta đang chạy với vận tốc 60 km/h. Cậu vừa đạp vừa nhớ lại cuộc nói chuyện với bố. Vậy giờ con thả tập luyện để đi đua hơn là tập trung vào việc học sao? Vâng ạ. Ô nhìn con kìa. Ta tưởng con muốn trở thành một kẻ thất bại cô đơn ở trường chứ. Nhưng giờ con lại muốn gắn kết với các bạn. Trước giờ ta cứ nghĩ con còn bé với cậu nhỏ bằng con muỗi. Nhưng giờ thì con đã lớn thật rồi. Chẳng hiểu cái cách miêu tả của ông tác giả này nữa, kỳ ghê. Được rồi, cứ làm gì mà con thích đi. Người đàn ông với cái hòn thì phải học cách giữ chữ tín. Nhưng nhớ lời dặn của ba đó. Trong cuộc đời phần thưởng đáng quý nhất là bạn bè chứ không phải là tiền bạc đâu. Hôm nào gọi mấy đứa bạn đến nhậu với ba một hôm. Bọn con vẫn còn đang học mà. Tại nhà của Jay. Này, lúc nào con cũng đứng top sao giờ lại đứng thứ 12 thế này? Con đang làm cái quái gì vậy? Lúc nào con cũng lêu lổng với mấy đứa bạn đạp xe của con, nên kết quả mới tệ thế này đó. Con đang là học sinh thì phải chăm chỉ học hành, chứ không phải suốt ngày lêu lổng ngoài đường như thế. Con có thể vui chơi thoải mái sau khi thành công cơ mà. Nhìn em trai con đi. Mẹ chỉ bảo là sẽ ném con mèo đi nếu nó bị tụt hạng. Nên giờ nó đang học điên cuồng kia kìa. Con nên làm gương cho em đi chứ. Đừng có lãng phí thời gian vào mấy cái vô bổ nữa. Anh à, đừng có ngồi như thế, anh khuyên con đi. Thật không thể chấp nhận được mà. Mình thấy có lỗi quá, điểm của cậu ấy như thế một phần cũng là do mình. Jay không nói gì cả nhưng mình cá cậu ta áp lực về điểm số của bản thân lắm. Chẳng biết cậu ấy sẽ tham gia cuộc đua như thế nào nữa. Jun đang tập luyện ở ngoài thì nhận được tin nhắn của chị chủ tiệm xe. Chùi ui, cặp đôi đầu tiên của chúng ta đáng yêu ghê. Sáng hôm sau, thứ hai chết tiệt, tôi ghét phải đến trường. Mà Jay nó sao vậy? Sao hôm nay im thế? Tôi nghĩ là cậu ấy đang bị tiền đình khi bị ba má la về chuyện điểm số. Thôi cứ mặc cậu ấy đi. Bảo sao mà? Cậu mới đảo ngói à? Tôi đóng tí pomade cho nó ngựa ấy mà. Đây mà mốt đấy. Mấy cô gái thích kiểu manly này lắm.
có lẽ Ina cũng thích đấy. Thật sao? Cho tôi một ít sáp được không? Tôi cũng muốn kiểu tóc như thế. Cậu điên sao? Tóc cậu dài thế sao làm được? Cắt tóc đi đã. Đừng có làm ồn nữa. Sao mình phải đi đến trường cùng đám này chứ? Thì bọn tôi đã bảo rồi mà. Phải có sự đồng ý của thầy hiệu trưởng mới được tham gia cuộc thi. Giờ cậu đã gia nhập đội thì cũng phải báo với thầy ấy chứ. Đằng nào cậu cũng không có việc gì để làm. Suốt ngày cúp học thấy ông cố nội luôn mà. Này chiều này tôi phải đi làm đó. Quỳ xuống mấy con chuột nhắt. Mày báo với thầy là bọn tao hút thuốc phải không? Nói ngay không tao xử mày đó. Tôi thật sự không biết gì mà. Hử, nhìn cái chó gì. Cục cái pha xuống không tao dã cho bây giờ. Ơ hay cái thằng lờ này. Bọn tôi đi trước đây. Trong một góc nào đó, chúng ta lại muộn học vì cái lũ không đâu rồi. Đánh người khác bầm đập ra mà còn kêu la nữa. Thằng ngu, sao mày lại gây sự với con chó điên bên trường Vun cơ chứ? Ai biết được, nó đi với hội trường Sunny làm tao tưởng. May là chúng nó đi sớm đấy. Tại phòng hiệu trưởng, cậu tóc đỏ kia là học sinh mới chuyển tới à? Một bên mắt còn màu đỏ nữa, ngầu quá cơ. Tôi chẳng thấy gì cả, mà cậu ấy như người mẫu ấy. Này các cậu làm gì ở đây vậy? Về lớp học đi. Cái thằng tẩm lợm đó nghĩ mình là ai vậy trời? Chẳng qua là giữ cái chức hội trưởng thôi mà. Mấy thằng kia lại gây sự với ai nữa không biết. Ngày mai là vòng gửi xe rồi. Các em sẵn sàng chưa? Rồi ạ, ai cũng tập luyện rất chăm chỉ cho cuộc đua. Mà Jun này, em đang học năm 3 mà đúng không? Chẳng phải sắp tới có bài kiểm tra vào đại học sao? Em thấy có ổn không đấy? À thì em sẽ ôn tập nhiều hơn sau khi cuộc đua kết thúc. Và anh sẽ lại ôn thêm một năm nữa thôi. Im đi. Còn hot boy tóc đỏ kia là ai vậy? Em không phải học sinh trường này đúng không? Cậu ấy là học sinh trường Vun. Cậu ấy đang cúp học để tham gia cuộc đua ấy ạ. Cúp học để tham gia sao? Hả, một bên mắt màu đỏ ư? Mấy thằng toát mồ hôi hột. Nó đẹp lắm chàng trai. A tẩm vờ lờ. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Dù sao thì mai cũng không gặp các em vì các em phải đi đua. Nên thầy chúc các em vượt qua vòng loại nha. Vâng ạ. Cậu ấy là ai vậy? Học sinh mới à? Mình chưa thấy ai ngầu như cậu ấy đó. Sao Minu cùng bạn của cậu ấy ai cũng đẹp vậy trời? Này cậu hơi bị nổi rồi đấy. Sao cậu không chuyển từ cái trường toàn nam để sang đây thử làn gió mới với các em gái nhỉ? Nơi này làm tôi bực rồi đấy. Tôi đi đây. Gặp lại vào ngày mai. Xí hổ à? Các cậu, ngày mai là vòng loại rồi. Các cậu sẵn sàng chưa? Ừ, Yuna à. Tụi mình sẽ cổ vũ cho các cậu vào ngày mai. Chúc may mắn nhé. Cảm ơn nha. Mấy đứa muốn đi ăn tối cùng nhau không? Anh sẽ đãi gà rán. Thật sao? Em sẽ đi. Tiệc gà rán thì không thể bỏ lỡ được rồi. Em cũng đi. Tối em phải học không đi đâu. Có chuyện gì với Dây vậy? Trông cậu ấy không vui lắm. Không vui sao? Tưởng lúc nào cậu ấy cũng thế. Dây bỏ về lớp và đang muộn phiền về những lời nói của cha mẹ. Rồi cậu lại nghĩ về người chú cậu quý nhất. Vậy là vòng loại cho huyền thoại đường phố ngày mai bắt đầu rồi. Chúng tôi nhận được tin rằng ông Sang Ho-choi được biết đến qua những giải đấu nổi tiếng toàn cầu như Tour de France sẽ thi đấu ở vòng chung kết. Tôi đoán nhà tổ chức muốn tôi giúp vòng chung kết trở nên náo nhiệt hơn. Tôi hiểu và tôi cũng nghe rằng ông sẽ là giám khảo trong giải đấu luôn. Tôi tự hỏi không biết giải đua mới như vậy thì sẽ có thể thu hút được nhiều người theo dõi không. Đây là cuộc đua chủ yếu dành cho học sinh và các tay đua nghiệp dư và có rất nhiều quy tắc cần phải tuân thủ. Vì vậy sẽ có các tiêu chuẩn khác nhau giữa các cuộc đua trước đây. Tại chỗ nhóm Ghost Crew, bọn này vẫn đang phá xe như thường lệ. Đồ khốn, phải lấy hết mọi thứ của tao thì chúng mày mới hả dạ à? Phàn nàn gì cơ chứ, mày là người thua cuộc mà. Nếu không thích là tìm một chiếc xe khác để đua với bọn tao đi. Này đó không phải là tay đua Sang Ho-choi sao? Âu là ông ấy thật kìa. Mày làm gì ở đây thế? Sao anh biết em ở đây? Mày còn có cuộc đua vào ngày mai đấy. Đừng có lãng phí thời gian để làm một thằng côn đồ nữa. Mai chỉ là vòng loại thôi mà. Với lại em sẽ thắng mà thôi. Không phải sao, anh trai. Sáng hôm sau, cảm ơn các chú đã cho bọn cháu đi nhờ. Mát không hả Jordan? Có gì đâu, các cháu là bạn của cậu chủ mà. Nhưng tên tóc đỏ kia không phải đã đánh nhau với các cháu sao? Thôi nào, đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Đó là quá khứ rồi. Ha ha, con trai đánh nhau thì mới thành bạn được. Sally, tôi đã nói ngồi băng trước thoải mái hơn mà. Cậu không cần phải ngồi sau vậy đâu. Thì sao? Tôi muốn ngồi cạnh Dây cơ. Cơ mà đã một tuần rồi đó, chẳng phải vụ hẹn hò đã hết hiệu lực rồi sao? Mọt sách, cậu chính thức hẹn hò với Sally ư? Xe của họ bỗng dưng bị chặn lại. Có vẻ như họ không cho xe qua rồi. Tại cuộc đua, lễ khai mạc cho giải huyền thoại đường phố chính thức được bắt đầu. Có rất nhiều tổ đội đến đây tham gia. Vòng loại sẽ diễn ra trong vòng 30 phút sau khi lễ khai mạc kết thúc. Có cả trò chơi đạp xe thực tế ảo nữa kìa, xịn vỡi. Mình yêu các cô gái trong anime nhưng gái ngoài đời vẫn xinh hơn nhiều. Hồ đồ, gái 2D vẫn là tuyệt nhất. Nhưng tôi thích con gái ngoài đời hơn. Đúng đấy, thứ tuyệt thứ hai sau máy móc đó chính là cơ thể của phụ nữ. Siêu anh hùng mới là tuyệt nhất. Méo ke. Trai đẹp mới là nhất. Toàn lũ đần. À, hôm nay trời đẹp ghê đó. Cuối cùng cũng đến nơi, suốt ruột quá. Có nhiều người hơn mình nghĩ. Cậu bạn Weebu thấy Sally mà mắt sáng cả lên. Sena-chan sao? Cuối cùng thì cùng tìm được chân ái của đời mình rồi. Sena-chan. Sena sao? Các cậu có nghe thấy gì không? Giọng giống một tên otaku. Có, gì vậy chứ? Sena-chan, cô ấy xuất hiện ngoài đời thật sao? Các xe này cũng khá phèn nên cậu chủ phải cẩn thận ấy.
Cảm ơn chú, chắc chắn tụi cháu sẽ vượt qua vòng loại. Chúng tôi cũng muốn cổ vũ lắm nhưng còn nhiều việc phải làm, nên chúng tôi sẽ theo dõi qua TV. Này, không phải Minu sao? Cũng lâu không gặp nhỉ? Mày cũng tham gia sao? Đến đây để tấu hài à? Hình như mày sửa xe rồi nhỉ? Lũ hèn! Họ là ai thế? Thế nhóm của mày có ai? Tên hội trưởng đó và... Không phải chứ? Sao thế? Hả? Này Mamushi Boy, lại thể hiện nữa à? À tao chỉ muốn nói rất vui khi gặp lại thôi. Với lại chúc may mắn. Phải không tụi bay? Hai thằng bên cạnh Tejin tự nhiên bốc hơi. Không phải sâu hôm qua vui lắm sao? Ừ, tao cười suốt. Gì hả? Tụi nó phắn hết rồi. Chẳng phải thời tiết hôm nay quá lý tưởng để đạp xe sao? Ha ha. Oh really? Nhóm Ghost Crew cũng đã đến. Vinny nhìn thấy tụi này là nóng máu liền. Ê, nhìn kìa, Monster phải không? Trông ngầu quá. Mọi người gọi hắn là Lambo chạy bằng cơm hay bò điên ấy. Monster 13, gã chạy trên 100 km/h. Hắn đỉnh vậy rồi vẫn tham gia sao? Monster à? Dù sao thì, nếu muốn thắng chắc chắn phải đối mặt với quái vật rồi. Vòng loại sắp diễn ra. Xin mời các đội trưởng đến đường đua ngay lập tức. Xin nhắc lại. Trưởng nhóm sao? Kệ đi, mình sẽ ngồi đây. Các cậu tự lo đi. Sao chúng ta phải chọn trưởng nhóm cơ chứ? Có ai đề cử không nhỉ? Có ai muốn làm hoặc tự nguyện không? Tôi không làm đâu, chọn ai khác đi. Tôi cũng thế. Đùa sao? Sao không nói ngay từ đầu đi? Minu sao em không làm đi? Dù sao chú cũng là người lập ra nhóm mà. Nếu không ai muốn làm thì tôi sẽ làm. Trưởng nhóm. Tại trường Sunny. Vòng loại chuẩn bị bắt đầu. Này sao tiếng TV lại bật to như thế? Thầy bảo trường mình có mấy bạn đang tham gia giải đua xe đạp, nên bảo bọn tôi bật TV và cổ vũ cho họ. Đua xe đạp sao? Ai quan tâm đến mấy cuộc đua đó chứ? Phải đó chán bỏ xử. Sao không cho Hot Girl lên hình nhỉ? Âu đó là tóc dài với băng cá nhân sao? Phải cậu ấy không vậy? Đúng rồi kìa, mà cậu ấy làm gì ở đó thế? Phải dom của học lớp mình không? Không thể tin được là cậu ấy lại lên TV. Họ đang đua xe hay gì đó đúng không? Ở lớp của Iuna và Mia. Dom kìa, trên TV cậu ấy ngầu quá. Nhưng sao trông cậu ấy rén thế? Chắc là cậu ấy lo lắng thôi. Cậu ấy là nhóm trưởng sao? Các nhóm trưởng đang ở vạch xuất phát. Có nhiều tay đua hơn ban tổ chức dự tính vì đây là cuộc đua đầu tiên. Đặc biệt có cả đội Monster cũng là hạt giống số 1 trong cuộc đua lần này. Rock and Roll, lửa chùa. Nhìn giống phim mắt mắc vãi. Chúng tôi xin được nhắc lại quy tắc. Trưởng nhóm của mỗi đội ai chạm đích trong thời gian 5 phút 30 giây sẽ được đi tiếp. Nếu vượt quá thời gian thì sẽ bị loại. Nói cách khác nếu trưởng nhóm không về đích trong thời gian quy định thì cả đội sẽ bị loại. Vờ lờ thật. Tôi muốn đổi đội trưởng. Thế quái nào mà cả nhóm lại bị loại vì một người chứ? Tôi chỉ mới biết đạp thôi mà. Tôi tưởng chọn đại ai cũng được. Đùa nhau à, cho tôi đổi đi làm ơn. Xin lỗi nhưng cậu đã đăng ký rồi. Đã có trong danh sách nên khó đổi lắm. Thế các người phải nói rõ trước khi chúng tôi chọn đội trưởng chứ, để tôi làm thay cậu ấy. Làm ơn đi. Xin lỗi nhưng không thể thay đổi được nếu không bị chấn thương hoặc vấn đề sức khỏe. Mình chết chắc rồi. Vòng loại kiểu gì vậy? Chúng ta sẽ bị loại nếu cậu ấy không chạm đích mất. Đừng nổi giận mà không gì là không thể. Dù gì thì cậu ấy cũng đã luyện tập rất chăm chỉ nên hãy tin vào cậu ấy đi. Phải đấy, chúng ta là một đội thì cần phải tin tưởng nhau. Tôi tin Jom sẽ làm được thôi. Tôi sẽ đọc sách tại phòng chờ. Cậu điên à? Sao cậu có thể đọc sách được chứ? Cậu không lo sao? Sao phải lo lắng chứ? Cái gì? Tên ngáo đó ở đây chỉ để làm mấy cái không đâu thôi à? Nếu đội trưởng không thể chạm đích trong 5 phút 30 giây, thì không cần phải đánh giá năng lực của các thành viên khác sao? Tôi biết cậu rất áp lực nhưng tôi tin cậu, Jom. Này Monster, mày tháo phanh ra rồi sao? Thế mày sẽ thắng với tỷ lệ truyền đó à? Chỉ là vòng loại thôi mà có cần phải nghiêm túc vậy không? Mày có biết tay đua người Ý Mario Kiponlin hay còn biết đến, với tên khác là Simber không? Cái gì Kiponlin sao? Ông ấy từng nói, nếu thắng, bạn sẽ thua. Tao chỉ thắng khi đã vượt qua vạch đích. Đó là hỏa chí của tao. Tao không đến đây để dạo chơi đâu. Đàn ông thật đó. Này Monster, ngươi có phải là gã đã đạp với vận tốc 100 km/h đúng không? Vậy nếu mày là Lambo thì tao sẽ là Ferrari. Tập trung đi vì bất cứ con bò hoang nào cũng bị flo khắc chế thôi. Mình phát ớn với mấy thằng cha này rồi. Cứ tận hưởng đi, có phải xếp hạng đâu. Về đích trước thời gian quy định là được. Ở đây cũng có vài tên mất não chắc sẽ thua cuộc thôi. Tao sẽ cho mày thấy đẳng cấp của tao. Jom, chúc may mắn. Cố lên nhà Otaku Chan Free Fire Free Fire. Chết tiệt trái tim tôi, đồ ngốc này. Thằng Minu này, sao tim nó mạnh thế? Làm tao hơi bị rén rồi ấy. Vòng loại sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Tất cả xe vào vạch xuất phát. Nếu mình mà không vượt qua được vòng loại thì còn mặt mũi đâu mà nhìn mặt đồng đội nữa. Phải đạp như điên thôi. Đó là lựa chọn duy nhất của mình nếu muốn vượt qua này. Chuẩn bị, xuất phát. Vòng loại đã bắt đầu. Các đối thủ đang cố hết sức để vượt lên. Đây là Monster, đội đang nhận được nhiều sự chú ý nhất. Cậu ấy đang bị các tay đua khác bỏ xa. Tất cả chỉ là tin đồn về tên đó thôi sao? Ngoài đời hắn đâu có đáng sợ như thế. Tao lo mấy cái không đâu rồi. Cố mà đạp đi. Bây giờ phải tạo khoảng cách với hắn trước khi hắn bắt đầu tăng tốc. Hắn sẽ bắt kịp sớm thôi. Nước sôi tao sẽ đánh bại tất cả vì Senna-chan. Ai dọ mõm con lợn đó lại đi. Sao không có trai đẹp nào nhỉ? Mình không thể thua Minu và đội của nó được.
mình đang lo sợ quá ư, sao bàn đạp lại nặng thế chứ? John quay đầu lại, Monster có vẻ xa hơn mình nghĩ đấy. Thành viên đội quái vật bắt đầu lấy hơi và tạo nên một màn bứt phá ngoạn mục. Anh dốc hết sức phi lên như thần điêu đại hiệp, bắt đầu trở lại với đường đua. Mở đầu vòng loại đã là cuộc chiến tâm lý giữa các tay đua rồi. Đội trưởng của mỗi đội phải về đích trước thời gian quy định. Vậy bình luận viên anh có cảm nghĩ gì về vòng này? Tôi biết kết quả của vòng này như thế nào rồi, nhưng tôi sẽ không bình luận gì cả, không sẽ lộ hết mất. Ông này nói như nói ấy. A ha ha, vậy là cậu có thể biết ai sẽ vượt qua vòng loại rồi sao? Có một người đàn ông bí ẩn đang dõi theo cuộc đua. Mình đã bỏ xa Monster rồi, chắc mình sẽ ổn nếu giữ tốc độ này thôi. Một bóng đen vụt qua. Hắn ta đây rồi. Má, sao hắn đạp nhanh vậy? Hắn ta tới rồi sao? Xe đạp có thể đi nhanh thế sao? Điên thật ấy. Nhưng anh ta còn chẳng có bộ chuyển đề nữa. Sao không thấy John đâu nhỉ? Chẳng nhẽ bị bỏ đằng sau rồi sao? Đúng là tinh thần đường phố mà. Bây giờ là cuộc đua khốc liệt giữa Monster và Ba Que. Và khoảng cách giữa top đầu và top cuối đang dần lớn hơn. Hai tên đó có còn là người không vậy? Theo kịp được hai tên đó chắc chết mất. Mình đã dốc quá sức ngay từ đầu sao? Mình không điều hòa được nhịp thở nữa. Chẳng biết có trụ được đến đích không? Cái gì thế? Lợn hồng. Xung phong. Né ra không thì mày sẽ chết. Hoang ơn của Ghost Crew bắt kịp lợn hồng của chúng ta. Này mày nhanh hơn tao tưởng đó, heo hồng. Cái gì? Tránh ra đổ rác rưởi. Xin lỗi nếu tao động chạm tới mày. Tao hơi bất ngờ khi cái xe này có thể chịu được cân nặng của mày đó. Nên tao đã theo sau mày. Cái thân hình cục mịch chắn gió tốt lắm. Cảm ơn nha. Heo thích màu hồng, ghét sự giả dối. Thằng khốn. Heo hồng đang định tông hoang ơn đó thì hắn né được. Nên cậu đã ngã vào một người khác. Làm tên kia ngã lăn ra đường và gây ra một tai nạn tập thể. Gã ria mép đó nhanh hơn mình nghĩ đấy, nhưng mình không thể thua mấy tên trường Sunny được. Rốt cuộc thì tên Monster chỉ mất vài giây để dẫn đầu. Tim mình và tâm trí như sắp nổ tung tới nơi rồi. Đáng nhẽ mình nên tập thể lực nhiều hơn mới phải. Chỉ cần về đích đúng giờ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ một chút nữa thôi. Do ngẩng đầu lên thì gặp một dàn người và xe lũ lượt trên đường đua. Cậu liền đâm thẳng vào vụ tai nạn đó. Mọi người đứng hình. Các thành viên trong nhóm cũng đứng hình nốt. Thôi đi rồi Lượm ơi. Tezin sau khi thấy Do ngã thì sướng không chịu được. Cảm ơn nhá đồ ngốc. Mình đúng là thần rùa mà. Mọi người trong đội ai cũng bàng hoàng trước cảnh tượng vừa diễn ra. Còn 3 phút 19 giây nữa là hết giờ rồi. Mà khu B lại xảy ra một vụ tai nạn. Giờ chỉ còn 2 phút nữa thôi. Thật không may vì có vẻ như sẽ rất khó để các tuyển thủ này có thể về đích. Và cũng có một số bị thương khá nặng nữa. Cậu ấy ổn không ấy? A-di-đà Phật, John. Cậu bị thương khá nặng ấy. Chúng ta sẽ thua mất. Tình trạng của cậu ấy trông tệ quá. John à, các cậu ổn chứ? Cổ tay cậu ổn không? John cố dựng xe dậy. Cậu lấy tay cầm máu cho bên mặt đang bị thương. Số 23, cậu đang mất khá nhiều máu. Băng bó đi không tình trạng của cậu sẽ ngày càng tệ đó. Thời gian cuộc đua còn bao lâu vậy chú? Cái gì cơ? Còn khoảng 1 phút 45 giây nữa thôi. Cậu liền phóng đi luôn. Này, tên đần đó. Còn mỗi 1 phút hắn nên bỏ cuộc đi chứ. Lốp sau của mình bị nổ sao? Chết tiệt. Đội trưởng của Monster và Ba Que họ chuẩn bị về đích rồi. Và giờ kết quả vòng loại đã ở ngay trước mắt. Cuộc đua giữa hai chiến thần. Còn khoảng 100 mét nữa, ai sẽ là người vượt lên trên giới hạn bản thân đây? Monster đã cán đích với thành tích 4 phút 7 giây. Và Ba Que chỉ chậm hơn 0.31 giây thôi. Các tay đua khác cũng lũ lượt về đích. Tôi thấy một tay đua đang cách vạch đích 800 mét. Số 23, thời gian thì còn chưa tới 1 phút. Cậu ấy còn đang bị thương khá nặng sau tai nạn ở khu B nữa, nên rất khó để về đích đúng giờ. Mọi thứ không thể kết thúc như vậy được. Cậu hồi tưởng lại quá khứ. Xem kìa, tay con khỏe nên rồi ấy. Ba ném lại này dáng mà bắt nhá. Thưa đại ca, có biến rồi. Chuyện gì vậy? Mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát của áp liên rồi. Tổ chức kia cũng cho người đến rồi ạ. Có thế thôi mà cũng loạn lên sao? Chỉ là một đám côn đồ đánh nhau thôi mà. Không thể có một ngày thư giãn nữa. Được rồi, đợi tao ngoài xe đi. Con trai à, ba xin lỗi. Hôm nay không chơi được với con nữa rồi. Con biết kiểu gì cũng thế mà. Ba chỉ chơi với con 10 phút rồi lại đi làm. Ba hứa cuối tuần sẽ chơi với con mà. Này con trai, mấy chú em nhà mình đang bị đánh. Sao ba có thể ở nhà chơi với con và không quan tâm gì trong khi ba là đại ca chứ? Vị trí của ba là phải giải quyết mấy cái vấn đề này. Đây không phải công việc làm chỉ cần ngồi bàn giấy là kiếm ra tiền, hiểu không? Ngày nào đó khi có vấn đề phát sinh thì bố phải có trách nhiệm mà không được lảng tránh. Đàn ông thì phải hoàn thành những gì anh ta gây dựng. Con hiểu chứ? Không thì ta sẽ cho con thành thái giám đấy. Để ý nhà cửa cho ba. Ba sẽ chơi với con sau nha. Vào lúc đấy tôi nghĩ bố chỉ đang mõm để viện cớ thôi. Và tôi cũng chẳng quan tâm đến những gì ông ấy nói. Ở tuổi dậy thì tôi nghĩ mạnh mẽ như bố tôi là tất cả những gì người đàn ông cần. Tôi đánh nhau chỉ vì không ưa chúng. Khi tôi chuyển trường một vài lần, cứ để bố và anh em của bố chống lưng. Tôi đã sống mà không có bất kỳ trách nhiệm nào cả. Thú vui và sở thích duy nhất của tôi là dành dụm tiền bố cho để mua những đôi giày đắt tiền. Và rồi tôi gặp những người bạn mà tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng. Tính khí của tôi cũng thay đổi khi có nhiều kỷ niệm hơn với họ. Và cuối cùng thì tôi cũng hiểu được sức nặng của trách nhiệm là gì. Mình sẽ chịu trách nhiệm. Ước gì mấy anh fuckboy cũng nói thế thì vui biết mấy. Và cậu điên cuồng đạp về đích. Trong sự bồi hồi và lo lắng của tất cả mọi người đang dõi theo cậu.
cậu lao lên như con thiêu thân. Cậu đã cán đích, có phải còn một chút nữa sao? Tỉnh táo lại đi. Cậu ngẩng mặt lên thì hang rào đập vào mắt. Dừng lại, cậu liền sử dụng ski đinh trượt một đoạn, rồi lăn ra đất, cho qua với Zom. Cậu ta còn thở chứ? Tỉnh ngủ đi em ơi, không không ai cứu được em đâu. Cậu ổn chứ? Nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc. Đây là lần cuối mình dẫn dắt đội chết tiệt này. Và thời gian trên đồng hồ đã dừng lại lúc 5 phút 29 giây 97 tích tắc. Zom đã được đưa vào phòng y tế và băng bó vết thương lại. Trông ông này như vừa chơi cái gì ấy. Lúc đua xong mình đã nôn hết ra và cũng chẳng còn sức để đứng dậy nữa. Làm tốt lắm Zom, nhưng có chắc cậu không cần tới bệnh viện chứ? Au đừng chạm vào tôi, tôi êm ẩm hết cả người rồi. Nôn xong cú đó tưởng đang xuất luôn rồi chứ. Zom em bị như thế vì đã đạp trong tình trạng hô hấp kỵ khí để sản sinh ra năng lượng đột ngột. Nó sẽ xảy ra khi cơ thể thiếu oxy đấy. Hô hấp kỵ khí sao? Em đua trong tình trạng đó sao? Kiểu vận động này chia thành hai loại là hiệu khí và kỵ khí, cũng như sự khác nhau giữa các vận động viên marathon đường dài và chạy nước rút vậy. Có sự khác biệt cơ bắp giữa một tay đua đường trường và tay đua chạy nước rút, và phương pháp của họ cũng khác nhau. Các cuộc đua đòi hỏi sức phần lớn đều luyện tập cơ đỏ chậm và bền, trong khi các tay nước rút dùng cơ trắng nhanh và khỏe để đạt được việc đốt cháy năng lượng tức thời. Vì thế nên thể hình của các tay đua cũng khác nhau. Lý do mà Monster có thể cung cấp năng lượng để đốt cháy là vì cậu ấy đã phát triển cơ trắng cùng với năng lực kỵ khí. Zom cậu có thể trở thành một con mãnh thú khi tận dụng được 100% cơ trắng đấy. Cái gì nữa vậy trời? 100% cơ trắng sao? Nè, cậu có thể bị bong gân nếu luyện tập quá sức ấy, nên nghỉ ngơi chút đi. Cảm ơn. Này cậu sao vậy? Cậu có tử tế bao giờ đâu cơ chứ? Còn tôi thì sao? Số 13 Monster đang để ý đến Zom nhà ta. Này Monster, lần tới tao sẽ không thua đâu. Lần này tao chỉ thua 0.31 giây thôi, nhưng lần tới tao sẽ hạ mày với hơn 1 giây, nên hãy cẩn thận đấy. Đừng có mõm, chứng minh đi. Dù là 0.31 giây hay 0.01 giây đi nữa thì mày vẫn về sau. Mấy thằng không chấp nhận sự thật như mày thì đừng có biện hộ tại sao mày thua nữa. Đó là lý do mày chẳng tiến bộ được gì trong tương lai. Sao hả? Thằng khốn nói lại xem nào, biện hộ sao? Mày đang khinh tao à? Này này bình tĩnh đi. Ôi trời, họ đánh nhau vì ai về trước về sau sao? Còn đầy người bị loại kia kìa. Nhưng may mắn là chúng ta đã vượt qua vòng loại. Đừng khóc nữa mà, là lỗi của mình, người ta bị thương cũng do mình hết. Này anh bạn, va chạm và tai nạn thường xuyên xảy ra trong các cuộc đua mà. Đừng có bận tâm đến nó nữa. Mấy đứa này quá yếu đuối. Hình xăm này nhìn thấy quen quen. Cậu làm tốt lắm. Tôi ghét bị đổ mồ hôi. Cậu đưa tôi bộ đồ để thay được không? Tuyệt quá, cậu là một trong những người top đầu ấy. Tôi nghĩ chỉ có con trai ở cuộc đua này thôi chứ. Nhưng lại có cả các thiên thần ở đây nữa sao? Xin chào. Chắc đây là duyên số cho chúng ta tham gia cùng nhau rồi. Hay hai đội chúng ta đi chơi cùng với nhau vào cuối ngày nhỉ? Không cảm ơn, đội chúng tôi sẽ đi riêng. Cậu nên mời đội khác đi. Thôi nào đừng như thế chứ, đi chơi chung để tạo một vài kỷ niệm với nhau mà. Tôi sẽ bao đồ ăn và nước uống. Mày thôi việc tán tỉnh mấy cô gái đi được không hả? Sao cơ? Mày cũng tham gia cuộc thi sao? Âu, chiếc xe cũ cùng với khung carbon Nhật à? Ấn tượng đấy. Thế mày thành lập nhóm kiểu gì vậy? Mày gọi cho mấy nhóc hàng xóm đó à? Câm miệng lại và nghe cho kỹ đây thằng đầu bò. Cho dù là đua ở đâu đi nữa, tao cũng sẽ nghiền nát chiếc xe của mày, như những gì mày đã làm với tao, nên đừng có nghĩ là tao đã bỏ qua mọi chuyện. Này bình tĩnh đi, sao mày nhạy cảm thế? Có mấy cô gái đang đứng kia, mày không biết lịch sự à? Lịch sự ư? Thằng chó, cậu ấy là ai thế? Tôi kết cậu ấy rồi đấy. Sao mày không bị vướng vào vụ tai nạn vậy? Có phải mày chạy chậm lại vì biết có biến không? À thì đây cũng không phải lần đầu tiên tao đua xe. Tao có giác quan thứ 6 mà. Bố cái thằng ăn may. Hay lắm, chúng ta được vào vòng trong rồi. Tất nhiên rồi, những đội vượt qua vòng loại thì hãy chuẩn bị cho vòng đấu thứ 2. Những đội không qua được sẽ phải dừng chân tại đây. Khu vực đua tiếp theo sẽ là đường núi mà chúng ta có thể thấy phía sau đây. Mỗi đội hãy chọn người đua thứ 2 và đến địa điểm đua kế tiếp. Tay đua đã thăm vòng đầu tiên thì không được tham gia vòng tiếp theo. Khu vực đua kế tiếp sẽ rất hẹp và có thể xảy ra tai nạn, nên chúng tôi sẽ cho đua 7 người một lượt. Mọi người hãy xem nhóm đua của mình trên bảng điện. Này, hắn đây rồi. Đội Hummingbird sao? Hắn nghĩ đây là cái thư viện hay sao mà còn đọc sách ở đây? Hứng thú quá đi. Sao mày lại làm phiền nó? Để nó học chứ, ha ha. Xin lỗi nha, tao chỉ muốn lại chào hỏi thôi. Này đi thôi, không có gì ở đây hết, đi chào hỏi các đội khác đi. Tao nghĩ không cần chào hỏi các thành viên khi thấy đội trưởng gà của chúng mày về đích gần tới 5 phút 30 giây đâu. Mà này, ngay cả khi đội mày rớt vòng loại thì mày cũng chỉ ngồi đây mà học thôi đúng không? Mày có thấy chiếc xe của tên mọt sách này không? Hình như nó mua xe cũng rồi gắn bánh aero vào đấy. Dễ thương thật chứ. Ai sẽ là người đua vòng này đây? Xem này, làm nhóm trưởng thật áp lực mà. Nếu thi một mình mà té còn dễ chịu hơn cảm giác này nữa. Tôi sẽ đua vòng này, ít nhất tôi cũng cần có trách nhiệm với đội một lần chứ. Mà này dây đâu, nãy giờ anh không thấy nó đâu cả. Thằng mọt đó lại trốn ở xó nào đó đọc sách rồi. Sao cậu ta lại đến đây chứ? Thật không hiểu nổi mà. Anh Jun, hả? Dây tiến đến. Cho em mượn nón bảo hiểm của anh đi. Dây đội mũ lên. Cậu tháo kính ra. Cầm hộ tôi với. Lúc nào đua cậu cũng tháo kính ra à? Vậy cậu có nhìn rõ không? Nó sẽ bị rớt khi tôi ra mồ hôi. Tôi bị cận nên vẫn có thể nhìn ở khoảng cách gần mà.
cố lên mọt sách. Chúc may mắn dây. Này, cái gì nhập vào cậu ta vậy? Tôi không biết, chắc tự nhiên cậu ấy có hứng trong lúc đọc sách thôi. Có phải cậu cũng thấy thật an toàn khi người đua là dây đúng không? Chính xác, cậu ấy còn hơn một con dã thú nữa. Cái gì, cậu ấy cũng giỏi vậy sao? À, cậu và Vinny chưa thấy dây đua bao giờ đúng không? Tôi chỉ thấy cậu ta chạy xe một chút rồi lại học thôi. Các cậu sẽ hiểu ý tôi sớm thôi. Vòng cuối cùng của vòng loại sắp bắt đầu rồi. Tôi giới thiệu cho mọi người về trường đua của vòng 2. Vòng 1 đã là vòng chạy nước rút xuyên qua thành phố. Đến vòng 2 sẽ là đường núi hiểm trở, có nhiều khúc cua và đoạn dốc với độ nghiêng trung bình từ 5 đến 10 độ. Vì đây là địa hình đồi núi nên sẽ có nhiều cát và bùn, dễ gây trơn trượt dẫn đến té ngã và tai nạn, nên các tay đua phải hết sức cẩn trọng. Quy tắc rất đơn giản, cả hai vòng đua tổng cộng là 10 phút. Ví dụ ở vòng 1 đội đó kết thúc với thời gian là 4 phút 7 giây thì tại vòng 2 sẽ có 5 phút 53 giây để về đích. Tóm lại, thời gian của vòng này sẽ lấy 10 phút trừ đi thời gian vòng 1, số thời gian còn lại sẽ là thời gian thi đấu chính thức cho vòng 2. Đội nào về đích nhanh hơn trong vòng 1 thì sẽ có nhiều lợi thế hơn. Thế thì các đội sẽ phải tiếp tục kết quả ở vòng 1 của vòng loại. Với độ khó của vòng 2 tôi nghĩ sẽ có khá nhiều vụ tai nạn. Vậy ông nghĩ sao thưa ông Dòng Xê Ốc? Tôi đang bận rộn cho deadline sắp tới đây, nói sao đi. Tôi còn đang bị áp lực cho kế hoạch tuần này nữa. MC chán chẳng muốn nói luôn. Dây xin lỗi, tôi là thằng bạn tồi. Nếu tôi về đích sớm hơn thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho cậu ấy rồi. Sẽ ra sao nếu cả đội không thể đi tiếp chỉ vì tôi chứ? Này tên điên đừng lo nữa. Tôi đảm bảo Dây sẽ về đích ít hơn 4 phút. Thời gian của đội mình còn 4 phút 30 giây, so ra thì cũng hơi bất lợi so với các đội khác. Nhưng nếu là Dây thì... Như giải thích trước đó, thời gian thì của mỗi đội sẽ được đặt trong những cái vòng này. Khi hết thời gian nó sẽ reo lên một tiếng và cậu sẽ bị loại ngay lập tức. Còn nếu cậu về đích trước thì sẽ không có tiếng gì cả. Chúc cậu đua an toàn. À, đã có tai nạn xảy ra sao? Số 20 hình như bị trượt trên lề đường đua rồi. Còn số 17 thì cậu ấy không hoàn thành trong thời gian quy định. Chết tiệt, có nhiều đội bị loại ở vòng 2 hơn tôi nghĩ ấy. Dây kìa, chắc cậu ấy sẽ là người đua ở vòng 2 nhỉ. Cố lên Dây, mong băng cá nhân không sao. Trông cậu ta bị thương nặng lắm. Yuna, nếu cậu lo lắng cho Zom thì sau giờ học đi gặp cậu ấy nhé. Cậu điên à, sao tôi phải lo lắng cho tên đấy chứ? Tôi chỉ đang thất vọng khi thấy tên ngốc đó thôi. Này, đó không phải hội trưởng tiền nhiệm sao? Đúng rồi, cậu ấy bị đình chỉ sau vụ đánh nhau rồi mà. Tên ngốc làm gì ở đó thế, bình thường chỉ biết học thôi mà. Mình chưa từng thấy hắn chơi bất cứ môn thể thao nào. Chắc tham gia chỉ để cúp tiếp mà thôi. Khôn thật ấy, đáng nhẽ mình cũng phải tham gia để trốn học chứ. Tắt ngay cái tivi đó đi. Chuông reo nãy giờ rồi. Sao giờ còn làm ổn mà chưa chuẩn bị cho tiết tới nữa? Thưa thầy, đây là một sự kiện rất quan trọng ạ. Học sinh trường mình đang đua trong vòng loại cuối cùng đấy ạ. Sao vòng loại gì? Đủ rồi, yên lặng và ngồi vào chỗ đi. Mấy cái vòng loại nhảm nhí gì chứ? Học sinh thì phải đi học. Lượt đua tiếp theo sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Nóng quá. Mình chỉ mong kết thúc sớm để còn đi uống bia với tụi nó thôi. Mình sẽ không lãng phí thời gian mà heo hồng kiếm được đâu. Cố lên. Mày là người đua tiếp theo của đội sao? Tao nghe nói đây là tuần cuối của mấy đứa học cấp 3 đấy. Mày không phải học à? Phải kiếm điểm thật tốt trong bài kiểm tra chứ, ha ha. Mà này, đừng cố tự hại bản thân khi cố cả cho phần còn lại của thằng bạn mày. Đạp chơi chơi xong về với lũ bạn mày cũng được. Tao nói thế vì lo cho mày thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu trong 5 giây nữa. Tất cả vào vị trí. Xuất phát. Khỉ vàng đang dẫn đầu đoàn đua. Xe nhẹ là nhất cho mọi cuộc khởi đầu. Ngay lập tức hắn bị các tay đua khác vượt mặt. Dây thì đang bám ngay sau hắn. Số 10,65 và 41 đang dẫn đầu đoàn đua. Làm ơn nhanh thêm một chút nữa đi. Chắc em điên mất thôi. Có phải Dây đã tốn quá nhiều thời gian rồi không? Không đâu, vòng này không cần dốc sức như vòng trước đâu. Đây là loại đường với nhiều khúc cua và không bằng phẳng nên rất dễ xảy ra tai nạn khi đạp nhanh. Chạy nhanh quá cũng không giúp ích được nhiều đâu. Chắc cậu ấy cũng biết điều này rồi. Nhưng nếu muốn vượt qua vòng này thì ít nhất cậu ấy cũng phải dẫn đầu mới được. Nếu dốc hết sức thì sẽ bị tai nạn, nhưng nếu chậm quá thì sẽ hết giờ. Khốn nạn, cậu ấy phải tính sao đây? Tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi nhanh hơn một chút thì... Thôi mà đừng tự trách bản thân nữa. Cậu cũng đã làm tốt lắm rồi. Tay đua số 10 vừa vượt qua số 65 để dẫn đầu. Sao không quay hội trưởng nhỉ? Cậu ấy bại rồi sao? Chắc xa quá nên không quay được rồi. Dày cậu ấy lái tốt mà phải không? Nhưng giờ đang bị bỏ khá xa đấy. Đừng lo, cậu ấy sẽ bắt kịp thôi. Cậu thấy dày đua bao giờ chưa? À thì tôi chưa. Nhưng tôi thấy cậu ấy đạp xe đến trường rất nhiều lần. Trông cậu ấy rất hạnh phúc lúc chạy xe. Và cậu ấy cũng đam mê hơn bất kỳ ai. Nên tôi tin cậu ấy sẽ làm được thôi. Thời gian trên vòng của Dây chỉ còn hơn 2 phút. Khỉ thật, lại một khúc cua nữa sao? Dây liền vượt lên. Hắn tăng tốc ở khúc cua sao? Cậu bỏ xa tên kia bằng cú drift như mọi lần. Số 55, cậu ấy đã vượt qua số 38 ngay ở khúc cua và đang tăng tốc. Tốt lắm, cứ tiếp tục như thế đi. Thầy ơi, đang trong tiết mà. Thế quái nào, đỉnh thật. Má chỉ nhìn thấy gì cả. Tốc độ của Dây đang tăng dần. Vậy là buổi đi săn đã bắt đầu. Cậu vượt mặt hết tên này tới tên khác. Gì thế này, chỉ trong chốc lát số 55 đã vượt qua ba tay đua rồi. Cái gì, có phải là drift không vậy? Tôi chỉ thấy nó trong đua xe ô tô thôi mà. Đúng đấy, anh cũng rất bất ngờ khi cậu ấy sử dụng nó ở khúc cua. Xe fixed gear là loại xe như những chú ngựa đua được huấn luyện đặc biệt để đua đường trường.
chúng có nhiều hạn chế khi đua ở những khúc cua gấp. Đổi lại thì cả xe có thể xoay gắt hơn dù không có thắng xe. Lý do lớn nhất là Figures đòi hỏi người lái phải đạp liên tục. Nếu nghiêng quá nhiều sang bên ở khúc cua, thì nguy cơ cao bạn sẽ chạm đất và xe sẽ ngã. Hơn nữa, cơ cấu xe của Jay là cơ cấu Aerodynamic với sự kết hợp của hai bàn đạp, không cho phép cậu ấy quay tay lái với góc rộng, vì thế cậu ấy chỉ có thể rẽ nhờ trọng tâm. Nghĩa là phương pháp cơ bản và an toàn nhất là giảm tốc độ càng nhiều càng tốt và thay đổi trọng tâm. Nhưng Jay đã không giảm tốc độ, mà đã sử dụng thắng và trọng tâm để Rick vượt qua chúng. Jay điển trai nhất khi cậu ấy chơi xe đó. Nghĩ kỹ lại khi cậu ấy đua xe, hình như cậu ấy thích đi ở những vùng nguy hiểm, nơi mà rất dễ xảy ra tai nạn. Vùng nguy hiểm sao? Nhóm dẫn đầu đang vào khu vực B. Chết tiệt, con bé kia và tên lập dị đó còn nhanh hơn mình nghĩ. Cái quái gì thế? Tên mọt sách đó đuổi kịp mình từ khi nào vậy? Hắn cứ bám phía sau đuôi mình sao? Cứ đợi đó. Jay đột nhiên tăng tốc vượt xa qua đội đang dẫn đầu. Một khúc cua gấp, tên điên đó muốn tăng tốc ngay khúc cua sao? Muốn tự sát hay gì? Hầy, câu này nghe quen quá. Nguy hiểm quá ra mê te. Jay bắt đầu sâu sờ kiêu tuyệt đỉnh của mình. Cậu xoay xe làm quả drift siêu đẹp của mình trước sự chứng kiến của con khỉ vàng. Ai cũng ngỡ ngàng trước cú đó của cậu. Ở trường có thằng còn rơi cả điện thoại cơ mà. Đó là drift quán tính sao? Tay đua cây chi tờ Tsuchima đã từng sử dụng nó. Drift quán tính. Sau cú nảy lửa thì Jay tăng tốc không ngừng. Con khỉ vàng cũng đú đú rượt theo. Nhưng đến lúc phanh lại không ăn nữa. Dừng lại, tao bảo dừng lại mà. Thế là khỉ vàng ngã bổ chồng và lăn ra ngoài đường đua. Chuyện gì thế? Số 41 vừa mất kiểm soát tốc độ ở khúc cua và đã ngã. Ở lớp học, em chưa từng nghĩ sẽ được thấy điều này. Quán tính sao? Cái gì quán tính sao? Nghĩa là phần cơ thể chuyển động theo chuyển động, còn phần đứng yên thì tiếp tục đứng yên. Ghê thật, thầy vừa áp dụng bài tập lý vào đời sống luôn kìa. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Tao không biết. Trong nháy mắt, số 55 đã vượt lên dẫn đầu và chiếm lĩnh cả đường đua. Jay vừa làm gì vậy? Sao có thể làm thế chứ? Tôi cũng chưa thấy cậu ấy làm thế bao giờ. Cậu ấy cần về đích trong 2 phút 19 giây nữa. Âu, thằng đó là ai, thật không thể tin được. Chúa ơi, tao chưa thấy ai chạy xe như thế cả. Ta đã gặp nhiều người ở mấy đội khác nhưng chưa từng thấy thằng này. Thật kinh khủng, làm sao có thể về đích trong 2 phút chứ? Đến cả Hummingbird ai cũng há hốc cả mồm. Đó có phải là Jay không vậy? Âu, thằng hội trưởng khốn nạn đó. Nghĩ lại vẫn còn cay mà. Giờ cậu chỉ còn chưa đến 2 phút nữa để về đích. Jay đẹp trai quá bây ơi. Mình không thể bắt kịp được hắn nữa rồi. Chuyện quái gì thế này? Mình càng chạy nhanh thì hắn càng xa hơn. Nó đang làm cái gì thế? Jay liên tục làm mấy pha ôm cua cháy sườn. Vòng 2 với nhóm 7 tay đua. Đã 3 phút kể từ khi bắt đầu. Số 55 đã cán đích đầu tiên. Các bạn để ý góc trái của màn hình xem có cái gì lạ lạ đó. Bị bỏ lại sau ngay từ lúc đầu cuộc đua, trong gang tấc cậu ấy đã vượt lên và về đích đầu tiên. Anh ấy đây rồi, rất thong thả. Người giành vị trí đầu tiên. Chúng ta đã có một kỷ lục mới ở vòng 2. Số 55 đội Hummingbird đã hoàn thành cuộc đua trong 3 phút 20 giây. Về sau là số 10 và 65. Số 55 từ Hummingbird, số 10 đến từ Tarantuler và số 65 từ Manga là 3 đội đã vượt qua vòng loại. Các đội còn lại không về đúng thời gian quy định và đã bị loại. Âu, vòng đua 7 người đúng hay luôn. Mà số 55 là ai thế? Lại là ông chú bí ẩn. Ừ, trông ông Zom kìa. Giỏi lắm anh bạn. Cậu lúc nào cũng khiến tôi ngưỡng mộ mà. My boy, yêu quá đi. Làm tốt lắm Jay. Ngầu quá. Cừ lắm Jay. Đổi hết cả da gà luôn. Jay muôn năm, vua xe đạp. Sáng mai tao cũng sẽ chạy xe đạp tới trường. Thầy hiệu trưởng cảm thấy tự hào. Làm sao cậu có thể vượt qua các khúc cua dễ dàng như vậy? Tôi không biết, đừng quay nữa. Mình chưa gặp tên này bao giờ. Hắn là ai thế? Chết tiệt, về 3 sao. Dù sao thì cũng qua được vòng này. Nhiệm vụ hoàn thành. Mình chưa từng nghĩ sẽ bị áp đảo như thế đấy. Cậu ổn chứ? Để tôi xem vết thương nào. Chết tiệt chết tiệt. Cảm ơn vì lời khuyên vừa nãy. Cay chưa lêu lêu. Nhiều người đã quá bất ngờ với tân binh mới nổi này. Làm sao có thể rip được như thế chứ? Người ta vẫn tranh luận đó là do kỹ thuật hay may mắn. Dù sao đi nữa đây cũng là một cuộc đua rất tuyệt. Nó thật sự phá bỏ các khuôn khổ của các cuộc đua thông thường. Bầu không khí ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn với sự xuất hiện của tân binh mới này. Bên cạnh Monster, Sang Ho Choi theo dõi cuộc đua đã để ý đến Jay. Thằng nào đây? Jay, cậu về rồi à? Cậu tuyệt lắm đó. Xin chào, chúng tôi có thể phỏng vấn cậu một chút được không? Kỹ thuật ở các khúc của cậu làm lúc nãy đúng là một tuyệt tác. Cậu học chúng ở đâu vậy? Cậu chơi xe lâu chưa? Cậu đua xe nhiều rồi đúng không? Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Cho chúng tôi biết vài điều về cậu đi. Mấy người đó là ai vậy, bực cả mình? Nhân vật nổi tiếng nào đây? Gato quá đi. Truyền thông không chú ý đến cậu ấy sau màn trình diễn đó mới lạ đấy. Jay đang ngồi nghỉ uống nước. Không tin được. Điên thật chứ. Lốp của cậu mòn đến nỗi lộ cả chỉ rồi. Làm sao cậu có thể xử lý tình huống với cái lốp như thế chứ? Mà này mọt. À không, ngày Jay. Gánh tim tốt lắm. Đội chúng ta vượt qua vòng loại rồi. Làm tốt lắm các cậu. Tự nhiên mình thấy mệt quá. Xe này là loại khá cũ ấy. Thằng nào đây? Âu, âm thanh của khung thật tuyệt. Chắc chạy sướng lắm. Đây có phải là hệ thống Columbus không? A ha ha, tao chỉ tới xem xe thôi mà. Tao đang thắc mắc mày dùng loại xe gì mà đạp ghê thế. Ra là một chiếc xe đời cũ bền bỉ.
Tuy là hàng cũ nhưng với loại Chromium thì có chạy hàng trăm năm, cũng được nếu mày bảo quản kỹ. Này Juhan, mày đang làm gì ở đó thế? Các bạn nhớ Niger này là ai không? Chúng ta qua vòng 2 rồi đừng đi kiếm chuyện nữa. Này, mày là tên hôm trước bán cho tao đôi Jordan 11 đúng không? Ô xịt, thằng chó đẻ, mày chết với tao. Sao dám lừa tao hả? Trả tiền đây. Chuồn lẹ thôi. Gì vậy trời? Họ biết nhau sao? Hai tên đấy sao thế? Đợi đã, bình tĩnh. Hoặc là đền tiền, hoặc là lên phường uống nước chè. Từ từ nào, chúng ta hãy giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng đi. Vậy để tao đập cho mày hôn mê nhé. Cậu liền chú ý đến đôi Jordan của Niger. Mà thôi, mày nói đúng, nên giải quyết nhẹ nhàng thôi. Jom cười mỉm một cái. Fuck you, tao sẽ trả tiền mà đừng lấy giày của tao. Há miệng ra và kéo khóa quần xuống nào. Đừng mà. Xong, coi như không có chuyện gì xảy ra nhé. Này, làm ơn, nó là sinh mạng của tao đó. Tạm biệt tình yêu, tao sẽ không bao giờ quên mày đâu. Tao phải làm sạch baby mỗi khi về nhà đúng không nào? Em thật hạnh phúc khi được đi dạo với anh yêu ấy. Cô ghệ dẫm vào giày của Niger. Niger vả cho cô em tóc vào một phát rồi chia tay luôn. Hôm nay là một ngày dài đúng không? Cảm ơn vì đã ở bên tao nhé. Họ kích động chỉ vì đôi giày sao? Đúng là mấy tên cuồng giày quái đản mà. Vinny thì đang nhớ lại cuộc đua của giày, làm cậu cười lên một cách khoái chí. Giữ thăng bằng tốt đấy. Có phải cậu đến từ Hummingbird đúng không? Đó là đội Taratula. Ô, lúc nãy đồng đội của cậu tuyệt lắm. Chúc mừng các cậu nha. Bọn tôi có thể kết bạn với đội cậu để đi chơi được không? Chúng ta nên kết bạn để chia sẻ thông tin với nhau nữa chứ. Cậu có muốn đi uống bia vào cuối buổi không? Cậu, các em có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị bắt vì chưa đủ tuổi uống rượu không? Hey boy, cậu được Mario Nam âu yếm. Thấy ớn vãi ò. Nội dung review của hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu các bạn thích video này thì hãy mình một like cũng như một sub và nhấn vào chiếc chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Các bạn có bất kỳ đóng góp nào thì hãy để lại dưới phần comment giúp chúng mình, để chúng mình có thêm kinh nghiệm làm ra những video chất lượng nhất nha.